Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trời Đất Quỷ Thần Thiên Địa ơi. Tin cực nóng rồi anh chị ơi. Con gái của ông Năm trúng số rồi. Trúng số kỳ này là trúng 100 tỷ luôn nha anh chị ơi. À, phải gọi như là cực kỳ nóng ha. À, chuyến này thì mẹ con bà Sáu coi như xong rồi. Thì chắc là một số các anh chị theo dõi cái câu chuyện dành nhà cho nhà. Thì mới đây chắc cũng có đọc báo rồi đúng không? À, đọc báo rồi. Thì cơ sở để mẹ con bà Sáu có thể giành được cái khối tài sản 100 tỷ của ông Năm, mà đó là liên quan đến cái vấn đề chữ ký ha, giấy giao nhận nuôi con nuôi, thì họ cho rằng là giả chữ ký. Nhưng mà mới đây thông tin ở trên báo vừa chia sẻ thì chứng cứ mà mẹ con bà Sáu cung cấp không có đủ những cái cơ sở để chứng minh cái việc giả chữ ký. Thì kỳ này đúng như lời con gái của bà Sáu đã nói, thắng thì như là trúng số vậy đúng không? Thì kỳ này con gái của ông Năm trúng số thật rồi. Nhưng mà khi mà con gái của ông Năm trúng số thì mẹ con bà Sáu tới số. Con gái của ông Năm trúng số thì mẹ con bà Sáu phải tới số thôi. Như đã chia sẻ với anh chị, chuyến này chúng ta sẽ mua bia, mua heo đồ để ăn mừng cái câu chuyện này. Bây giờ đọc báo cho anh chị mình nghe ha. Đã có kết luận giám định chữ ký trong cái vụ tranh chấp tài sản nhà ông Năm ha. Thì dự kiến là cái ngày 14 thì sẽ mở ra cái phiên họp kiểm tra cái việc giao nộp và tiếp cận chứng cứ hòa giải trong vụ tranh chấp thừa kế tài sản đồi nhà cho ở nhờ. Thông báo về cái phiên họp gửi đến nguyên đơn, tức là bà Sáu đó, và bị đơn là con gái của ông Năm, cùng một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thì trước đó là vào ngày 8 tháng 7 đó, thì tòa án cũng đã có buổi hòa giải với các bên, và phía nguyên đơn có đề nghị là giám định chữ ký của ông Năm tại văn bản giao nhận nuôi con nuôi vào 21 tháng 3 năm 1992 và số giấy giao nhận việc nuôi con nuôi ngày 2 tháng 1 năm 1992. Thì sau buổi làm việc đó thì tòa đã yêu cầu phân viện này là khoa học hình sự nha, trưng cầu giám định chữ ký trên các tài liệu liên quan, các mẫu cần giám định và giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi, mẫu so sánh tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo gồm văn tự mua bán, hai giấy báo thay đổi nơi thường trú và hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu. Theo kết luận giám định, quá trình giám định chữ ký đã sử dụng các phương tiện nghiệp vụ chuyên dùng để hỗ trợ dưới các nguồn sáng hồng ngoại, từ ngoại với bức sóng phù hợp, nhận thấy chữ ký trên các tài liệu hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu là chữ ký photocopy nên không sử dụng làm mẫu so sánh. Các chữ ký mẫu so sánh văn tự mua bán nhà, hai giấy báo thay đổi nơi thường trú tồn tại ít đặc điểm cá biệt ổn định, không đủ cơ sở để kết luận. Vì vậy không đủ cơ sở kết luận chữ ký tại tài liệu giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và số cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi so với chữ ký của ông Năm trên các tài liệu mẫu so sánh có phải là cùng một người ký hay không? Thì đó là cái thông tin mới đây được gọi như là chia sẻ ở trên những cái trang báo. Thì vậy là những cái gọi như là chứng cứ của mẹ con bà Sáu để mà có thể là giành nhà coi như là đã xong rồi. Một cái kết luận là không có đủ là cơ sở ha, kết luận chỉ có gọi như là ba chữ bốn chữ thôi, không đủ cơ sở để chứng minh bất cứ cái điều gì. Vậy là chúng ta có thể thấy rằng là mẹ con bà Sáu trong suốt là những cái năm tháng qua là yêu cầu đi thưa đi kiện đủ các thứ các kiểu, chạy vại khắp nơi rồi tìm kiếm chữ ký, tìm kiếm thông tin này coi như là đã công cốc rồi. Thở đời nay mình chưa có thấy gọi như là người nào mà đi kiện người ta mà không có chứng cứ
mà gọi như là vẫn đi thưa đi kiện được. Mình cũng không hiểu được là hai mẹ con bà Sáu đang nghĩ gì và gọi như là đang làm gì ha. Mặc dù là mình nói rằng là mẹ con của bà Sáu đã biết là thua rồi ha, đã biết là thua cái chuyến này rồi, nhưng mà họ vẫn cố tình là họ để cho cái câu chuyện này nó kéo dài ra để câu kéo thêm một số những cái tình thương còn sót lại. Và vì sao mà hôm nay 2-3 ngày là con gái của bà Sáu là nó lên nó kêu gào thì anh chị cũng đã biết, thì bên phía là con gái của ông Năm cũng đã nhận được là cái văn bản rồi, và bên phía bà Sáu thì cũng nhận được, cho nên là nó lên la làng vậy thôi ha, chứ đâu có cái gì mà phải gọi như đâu phải tự nhiên mà nó lên nó ngồi để nó là la làng như vậy. Anh chị nhớ là cái lần đó lên để mà hòa giải đó thì mẹ con bà Sáu gọi như là hết đường cứu rồi, là mới gọi như là yêu cầu là gọi như là hủy cái giấy khai sinh, cho rằng là nhỏ này nó giả chữ ký đó. Thì khi mà bà Sáu yêu cầu cái gì, tại vì bà Sáu là nguyên đơn, anh chị biết nguyên đơn thì bà Sáu phải là có cái trách nhiệm cung cấp những cái chứng cứ mà bà cho rằng là bà có căn cứ để bà giành nhà. Chứ còn cái con gái của bà đó thì em nói với anh chị đã rớt từ cái vòng gửi xe rồi. Cái việc mà con gái bà Sáu đưa ra cái di chúc miệng và cái di nguyện đó, lập di bằng đó, và một cái anh là làm chứng đó, thì cái đó là coi như là quăng sọt rác rồi. Thì qua tới bà Sáu, thì bà Sáu không có đủ cơ sở. Bà Sáu nói rằng là ông Năm không có con nuôi, không có con ruột, cũng không có con nuôi này kia. Nhưng mà giấy tờ của con gái ông Năm là đầy đủ, hợp pháp. Mấy lần rồi khi mà lên người ta đưa ra bằng chứng, chứng cứ đầy đủ là giấy tờ là bên phía quận đâu người ta cũng xác nhận. Thì bà Sáu mới chơi thêm một cái chiêu nữa, đó là đòi hủy cái giấy khai sinh đó, hủy cái giấy giao nhận nuôi con nuôi đó, tại vì giả chữ ký, không phải là ông Năm không ký tên. Thì nói thẳng ra là không biết là cái chiêu trò này, cái thông tin này là ai đã cũng như là hướng dẫn cho mẹ con bà Sáu đi trong suốt một khoảng thời gian qua, chắc cũng đã mất khá là nhiều tiền cho cái việc mà tranh giành này. Tại vì nói chung là cái chuyện mà dính tới đất đai rồi cái tiền bạc là làm thì cái gì thì cũng phải có tiền ha, thu thập chứng cứ đó. Mấy cái này là anh chỉ biết là giấy photo này cái nọ là mẹ con bà Sáu rồi là tập hợp điên ngáo rồi sạc răng rồi cả đám luôn, tụi nó đi tìm kiếm và nó nói rằng đây là cái chiêu bài chốt hạ con gái của ông Năm. Tụi này thật sự thì nói với anh chị thì ngày hôm nay coi như là mẹ con bà Sáu trắng tay rồi. Thì em hồi sớm này em cũng đã khuyên rồi, mẹ con bà Sáu nên dừng lại đi, đến nhà để năn nỉ con gái của ông Năm, thì may ra đó là nó còn chừa cho gọi như là một cái cơ hội, thấy không? Nó thương á thì nó cho một cái chút gì đó là để hai mẹ con có thể là kiếm ăn kiếm cháo đâu. Còn nó không thương á thì hai mẹ con bà coi như bây giờ tàn rồi, như xong rồi đó, đi thưa đi kiện người ta mà không có được một cái chứng cứ gì, mà không, thật sự là mình cũng không nghĩ được là mẹ con của cô Sáu lại có thể đổi trắng thành đen như vậy được. Tại vì sao? Cái vấn đề mà ông Năm đó đem con gái của mình về nuôi ở đó 30 mấy năm trời, thì nói chung là có thể là người ngoài người ta sẽ không biết ha. Ở người ngoài thì người ta nhiều khi làm khán giả người ta mến mộ ông Năm thôi, chứ người ta cũng chưa biết chuyện đời tư của ông Năm. Nhưng mà ở trong nhà chẳng lẽ mình lại không biết đây là con của ông Năm ẵm về nuôi, thương yêu như thế nào, giấy tờ ra làm sao, danh phận người ta có, mà hai mẹ con là đi nói rằng cái con này là con không phải con ruột, khát máu tanh lòng, một giọt máu đào thì ở ngao nước lã. Đây là cái luật của bà Sáu, cái luật của bà Sáu với ông Bảy đưa ra. Mà em nói thật với anh chị, thà mẹ con bà Sáu mà lên ngồi để mà nói thì mình còn châm chế được, tại vì ít ra đó thì bà Sáu cũng còn là cái hàng thừa kế thứ hai. Nếu như mà ông Năm không có con thì bà Sáu có thể là hưởng được cái tài sản, nhưng mà lần này á thì bà Sáu không thể hưởng được, tại vì còn con mà, bây giờ con nuôi hay con ruột thì pháp luật người ta đã quy định rõ ràng rồi.
Còn cái chuyện mà con gái của bà Sáu đi lên ngồi để phân biện cái chuyện mà con nuôi với con ruột thì mình thấy cực kỳ là mắc cười. Thì có thể là cái thông tin này là một cái cú tát thẳng vào trong mặt của mẹ con bà Sáu, cũng như là những cái đứa, những cái thằng mà hôm qua tới bây giờ gọi như là nó nhảy dựng lên ăn mừng chiến thắng rằng là sẽ hủy hết tất cả những cái giấy tờ nhà đất gì đó của con gái ông Năm và đuổi con gái của ông Năm ra khỏi nhà đó. Thì mấy anh chị ai cần quần áo gì đó ha, mấy anh chị ai cần quần gì đó để mà chùm thì cứ liên hệ đi. Ở đây em sẽ là tập hợp để gửi đến cho tụi nó để mình thấy mắc cười. Chứ gì hết trơn mà đứa này đứa kia là tổ chức là ăn mừng. Tụi nó đã biết được cái thông tin là cái vấn đề mà những cái chứng cứ của bà Sáu là coi như vứt sọt rác rồi. Đã nói là đã không có đủ cái cơ sở thì làm sao mà có thể hủy được cái giấy tờ, hủy được cái nhân thân của người ta suốt ba mươi mấy năm trời ha. Tham thì thăm cô Sáu à. Ở đây là tụi con nói với cô Sáu hoài cái câu đó. Cô Sáu đừng có nói rằng là con được phước thì con hưởng, còn của anh cô thì phải trả lại cho anh cô. Trả lại cho anh cô cái gì? Hồi xưa tới bây giờ thì cô cũng hiểu rồi, cái chuyện mà cha mẹ mất thì tài sản con cái nó hưởng, đúng không cô? Cha mẹ mất tài sản con cái nó hưởng. Chứ đời nào mà có cái chuyện mà cha mẹ mất rồi thì tài sản lại để cho đứa cháu khác họ vô đồng sở hữu hả cô? Ơi còn hai đứa cháu của ông Năm chung họ chứ cô? À, cô đừng có nói là mấy đứa cháu này là ông Năm ổng không có nhắc tên vậy trơn á, ổng không có thương yêu vậy trơn á, chỉ gọi như là thương có một mình con gái của cô. Cô nói như vậy là ông Năm ở suối vàng ổng buồn. Tại vì nhiều người cô trước cô cũng nói là ông Năm là gọi như là thương yêu hết tất cả là anh em trong nhà, và kể cả ông Năm, chính mẹ ông Năm cũng nói cuộc đời của ông Năm á là chỉ biết làm để lo cho cả dòng cả họ thôi ha, chưa có biết cái gì là niềm vui của bản thân mình. Và ông Năm lo hết tất cả con cháu trong nhà chứ đâu có kiểu mà ông Năm thương đứa này nhiều bỏ đứa kia. Mà bên phía mẹ con cô Sáu lại nói như vậy là không được, như vậy là ông Năm ở suối vàng ông sẽ rất là buồn. Còn đâu phải là ông Năm muốn thương một mình con gái của cô đâu, ông thương là ông thương hết tất cả. Mà ông đã chốt một câu rồi mà bên phía mẹ con cô Sáu tại sao không hiểu, tất cả đều là dòng họ của ổng, chỉ riêng con gái của bà Sáu đó là cái điều mà đáng tiếc của nó, nhưng mà ổng vẫn cố gắng ổng bù đắp cho nó. Là ổng nếu mà ổng làm được sức khỏe ổng có thì ổng sẽ mua xe đồ cho nó, đó là cái lời hứa của ổng, mà ổng khi nào mà ổng khỏe được thì ổng mới làm, chứ không phải nó nói rằng đó là cái lời nói mà bắt buộc là phải thực hiện cho nó, như vậy là sai rồi ha. Mình tự làm mình kiếm sống đi em ơi, mình tự làm trên cái đôi bàn tay của mình, kể cả là thằng chồng của em nữa. Bè em kêu thằng chồng của em á là hai vợ chồng cố gắng tạo dựng làm để dành dụm có tiền để mình mua nhà, mua xe, mình mua đất, mình có tài sản hàng trăm tỷ như ông Năm, để sau này mình để lại cho con cái mình để nó thương. Chứ mình đừng có mà tuổi trẻ là gọi là trẻ không chơi già đấu đốn đó, trẻ ăn chơi và đấu đốn rồi á là đi giành giật tài sản với người ta ha, ra ngoài á thiên hạ người ta cười đó. Bây giờ là chuẩn bị là tôi nói người ta cười tới rồi đó, giành giật mà không có được một cái miếng giấy lộn mà đưa ra chứng cứ không có thuyết phục thì làm sao mình giành nhà hả, trong khi là tên rồi nó đã sang hết rồi, đúng không? Căn cứ đâu mà mình giành với người ta, ít ra thì mình cũng phải được một cái miếng giấy lộn, một tại chút để mình ra mình cãi lộn với người ta. Chứ đừng có nói cái kiểu là đây là cái phiên tòa tranh chấp tài sản hàng trăm tỷ, chứ không phải là một cái trò chơi may rủi mua vé số mà trúng số như con gái của bà Sáu nói. Nói thẳng với anh chị, xác suất trúng vé số là bao nhiêu phần trăm hả? Xác suất trúng vé số là bao nhiêu phần trăm? Con gái bà Sáu nói đi, nói cho tôi nghe coi, đâu có dễ ăn đâu hả? Đã dễ gì ăn của ngoại, đúng không? Từ từ cháu nó mới nhừ. Vậy bây giờ nhừ chưa cô Sáu? Bây giờ chắc cô Sáu húp được nhừ rồi. Bây giờ Ninh đã nhừ rồi, đúng không? Thì cô Sáu chắc có thể là húp được rồi ha, húp vừa rồi nghe cô Sáu đó. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái ngày mà mẹ con của cô Sáu sẽ dọn đồ ra khỏi nhà, cũng không còn xa đâu anh chị nghe.
Thì hiện tại bây giờ thông tin thì nó cũng đã lan truyền rồi, và mẹ con của cô Sáu thì bây giờ rất là buồn, ngồi trò họ có gốc ở cái quán hủ tiếu mà thôi. Thì hôm nay thì em chia sẻ anh chị là cô Sáu không có bán, tại vì chén bát là con ve nó đã đập hồi sớm này rồi, đã đập hết rồi, nó gọi như là chiến này nó thua, nó quá tức đi cho nên nó đập rồi, nó sẽ gọi như là bài cái keo khác, thì mình cũng không biết là nó có chịu dừng lại hay là không. Em suy nghĩ cái viễn tưởng là cái ngày ra tòa thì nó sẽ năn nỉ con gái của ông Năm đó, thì cũng không biết như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và em đây sẽ tiếp tục cập nhật và chia sẻ tất cả những cái thông tin mới để gửi đến cho anh chị ha. Và dĩ nhiên thì cái ngày định mệnh đó ở đây tụi em cũng sẽ có mặt để cập nhật trực tiếp những cái thông tin nóng nhất để gửi đến cho quý anh chị nha. Mình xem thì nhớ like, đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những cái video hấp dẫn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.